Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với cái video về bản tin nhận định thị trường trong cái phiên giao dịch ngày 10 tháng 2, đúng không ạ? Thì đây là kênh Hòn Tuyết Lan Investment, nơi Hoàng chia sẻ những cái video về nhận định thị trường cũng như là kiến thức. Thì anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký cái kênh thì chúng ta hãy đăng ký cái kênh và chúng ta mở cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Hoàng về thị trường. Thì quay lại với cái bản tin thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì Hoàng sẽ đánh giá qua cái thị trường trong phiên ngày 10 tháng 2. Khi mà chúng ta thấy là thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đúng không ạ? Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có cái sự cái lực bán, đúng không ạ? Nó xuất hiện vào giai đoạn cuối phiên. Khi mà chúng ta thấy là đến giai đoạn gần phiên trưa thì cái lực cầu nó bắt đầu yếu dần, và đến phiên chiều thì nó gặp nó xuất hiện cái lực bán thì nó khiến thị trường chúng ta bị rung lắc, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là trong phiên ATC thì cái lực cầu lại quay lại nó kéo, đúng không ạ? Thì tí nữa Hoàng sẽ đánh giá qua cái thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cái phần thứ hai thì Hoàng sẽ đánh giá qua một số cái cổ phiếu mà nhà đầu tư đang rất là quan tâm, như là nhóm ngành về sắt thép, banh chẳng hạn. Hoàng nghĩ rằng những câu hỏi đặt ra trong những cái phiên giao dịch ngày hôm nay về nhóm sắt thép, nhóm ngân hàng rất là nhiều khi mà hai nhóm này ngày hôm nay nó điều chỉnh, đúng không ạ? Ok, thì đấy là về cái nội dung trong cái video ngày hôm nay. Thì thị trường thì Hoàng đánh giá trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy là ngày hôm nay đóng cửa tham chiếu nó kéo và đóng cửa ở 1,41 điểm, đúng không ạ? Thanh khoản thì bé hơn ngày hôm qua, đúng không ạ? Thanh khoản trong giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy là tương đối yếu, mà Hoàng đánh giá rằng một điều là Hoàng thấy là cái dòng tiền, đúng không ạ, sau Tết, đúng không ạ, trước Tết thì nó rút ra nhưng mà sau Tết Hoàng thấy là chưa quay trở lại đó. Thì chúng ta phải nhìn nhận thực tế, thì sẽ có thể là nhìn vào volume hoặc là chúng ta dùng những cái chỉ báo về cái dòng tiền để chúng ta xem xét cái dòng tiền nó mạnh hay là không, đúng không ạ? Nhưng mà Hoàng đánh giá rằng một điều là trên cái cơ sở mà Hoàng nhận định thì cái dòng tiền trong giai đoạn hiện tại thì nó tương đối yếu, nó thấp hơn trước Tết. Thì đấy là những vấn đề mà anh chị cần lưu ý. Về những cái cổ phiếu thì về cơ bản Hoàng nghĩ rằng gì nó sẽ không tăng mạnh trong giai đoạn hiện tại đâu, bởi vì cái cầu cái dòng tiền sau Tết thì nó chưa quay lại. Đó thì những vấn đề mà anh chị cần lưu ý. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là thị trường nó bắt đầu có sự phân hóa ở các cái nhóm ngành, đúng không ạ? Chúng ta thấy là ngày hôm nay nhóm sắt thép, đúng không ạ? Nhóm sắt thép, nhóm ngân hàng có cái sự điều chỉnh, và trong nhóm ngân hàng thì chúng ta thấy là cái sự phân hóa, đúng không ạ? Nhóm sắt thép cũng vậy, chúng ta thấy là Nam Kim tăng 2%, đúng không ạ? Nhưng Hòa Phát, đúng không ạ? Hoa Sen lại giảm, đúng không ạ? Và ngân hàng thì chúng ta thấy MVB, đúng không ạ? Một cổ phiếu rất là mạnh trong giai đoạn gần đây thì nó tăng, hay là CTG, đúng không ạ? Ngược lại những cái cổ phiếu như VIB, ACB nó lại bị điều chỉnh, đúng không ạ? Thì Hoàng nghĩ rằng là cái việc điều chỉnh của hai cái cổ phiếu, hai cái nhóm ngành sắt thép, đúng không ạ, và ngân hàng nó liên quan đến trực tiếp cái VN30. Cái sự điều chỉnh này là điều hết sức bình thường. Và thị trường ngày hôm nay thì chúng ta cũng để ý rằng là nhóm mà về dầu khí nó cũng quay trở lại sắc xanh sau hai cái phiên điều chỉnh, đúng không ạ? Sau hai phiên điều chỉnh ngày hôm kia và ngày hôm qua thì hôm nay nhóm dầu khí nó cũng quay trở lại sắc xanh. Thì đấy là những cái tín hiệu tuyệt vời. Thì đầu hàng sẽ đánh giá qua cái nhóm dầu khí này luôn. Khi mà chúng ta thấy là dầu khí thì chúng ta phải chú ý đến cái vấn đề giá dầu ở thế giới, WTI, đúng không ạ, vân vân. Ok, thì hôm nay chúng ta thấy cảng biển có cái sự điều chỉnh. Cảng biển Hoàng đánh giá rằng nó chưa có một cái sóng nào đâu. Thì anh chị cảng biển thì chúng ta không nên mua nhá. Hôm qua cũng có anh chị hỏi Hoàng về cảng biển, đúng không ạ? Thì Hoàng nghĩ rằng là chưa thể đánh được cảng biển đâu. Rồi, ngoài cảng biển ra thì hôm nay chúng ta thấy là nổi bật nhất vẫn là nhóm cổ phiếu bất động sản, đúng không ạ? Ngày hôm qua tăng rồi và ngày hôm nay tiếp tục tăng, đúng không ạ? Thì rất nhiều câu hỏi anh chị được đưa ra, rất nhiều nhà đầu tư được đưa ra là hôm nay có mua, có đù những cái cổ phiếu này trần không. Nhưng mà Hoàng đánh giá rằng một điều, các cái nhà đầu tư, các anh chị, chúng ta hạn chế cái việc mà chúng ta đi theo đám đông và chúng ta mang cái tâm lý lòng tham và sợ hãi vào thị trường, đúng không ạ? Những cái người mà hôm nay chúng ta hỏi mua được hay không thì hầu như là chúng ta đều mang cái tâm lý là lòng tham hết, đúng không ạ? Sợ hãi và lòng tham. Lúc cổ phiếu giảm sàn thì chúng ta không dám mua, nhưng mà xanh thì chúng ta hỏi mua, bởi vì chúng ta sợ lỡ cơ hội, đúng không ạ? Thì đây là những cái cảm xúc mà anh chị chúng ta phải hạn chế, đúng không ạ? Chúng ta hãy làm ngược lại để chúng ta thay đổi cái tư duy. Mặc dù Hoàng biết rằng cái cảm giác mà gì sàn chúng ta mua, giảm chúng ta mua, đỏ chúng ta mua thì nó rất là khó và rất khó để làm được, nhưng mà anh chị hãy vượt một lần, vượt qua. Bản thân Hoàng cũng đã một lần vượt qua rồi, bởi vì hồi trước cũng rất là sợ hãi khi mà cổ phiếu đỏ không dám mua đâu, bởi vì giờ nó cứ giảm đi, đúng không ạ? Thì mình trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ nó sẽ giảm tiếp, mình sẽ không dám mua, đúng không ạ? Còn cổ phiếu làm xanh á thì mình cứ nghĩ tăng tiếp,
mình cứ bay vào mình mua. Nhưng mà thật ra là chúng ta xanh, chúng ta bay vào hầu như là chúng ta đều bị đu đỉnh, đúng không ạ? Thì đó là những vấn đề mà chị cần đi ngược lại, đúng không ạ? Chúng ta phải vượt qua cái lòng tham và nỗi sợ hãi. Thì đó là những vấn đề mà chị cần lưu ý. Ok, thì về những cái cổ phiếu, về chiều mua, hỏi những cái cổ phiếu về bất động sản, thì bạn nghĩ rằng là gì? Chúng ta chưa, không nên mua mới nhá. Nó hai phiên trần rồi thì chúng ta không nên mua mới. Ok, ngoài đó ra thì chúng ta thấy là nhóm ngành chứng khoán bị chỉnh rất là mạnh, đúng không ạ? Thì trong cái nhóm ngành tài chính, thì bạn nghĩ rằng anh chị nào đến nhóm ngành tài chính á, thì chúng ta đánh ngân hàng còn hơn, đúng không ạ? Tài chính thì có hai cổ phiếu, hai nhóm ngành tiêu biểu là chứng khoán và ngân hàng, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị đánh tài chính thì Hoàng nghĩ rằng anh chị đánh ngân hàng nó sẽ ok hơn. Vì ngân hàng thì đến giai đoạn hiện tại Hoàng nghĩ rằng những cái cổ phiếu nó vẫn giữ chen rất là tốt. Còn chứng khoán thì tương đối khó, đúng không ạ? Về mặt định giá, nhóm ngành chứng khoán thì Hoàng nghĩ rằng về BCN nó còn tương đối đắt rồi, đúng không ạ? Về tốc độ tăng trưởng của nó đã tương đối đắt rồi so với cái giá trị cổ phiếu của nó. Và nó chia giấy, đúng không ạ? Chia giấy rất là nhiều. Thì về mặt định giá thì nhóm ngành chứng khoán phải nghĩ rằng nó tương đối cao nhá. Chúng ta đừng nhìn vào giá cổ phiếu, đúng không? Chúng ta phải nhìn về vốn hóa, rồi chúng ta nhìn về cái sự chia giấy của nó trong năm 2020, 2021 nhá. Thì anh chị lưu ý trong hàng cái vấn đề mà chúng ta đầu tư về nhóm ngành chứng khoán phải hạn chế hết sức trong hàng nhá. Nó có sóng tăng trong ngắn hạn, sóng hồi trong ngắn hạn hay không á, thì chúng ta cũng kệ lắm, chúng ta không đầu tư nhá. Vì hoàn đánh giá thì nhóm ngành chứng khoán tương đối là nó cao rồi nhá. Ok, thì đó là về tổng quan về cái nhóm ngành, những cái cổ phiếu mà trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó xanh và nó đỏ, đúng không ạ? Thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đóng góp chủ yếu là đến những cái cổ phiếu riêng lẻ, đúng không ạ? Như là gas, massage, vietcombank đều những nhóm ngành khác nhau. Ở ngân hàng có, bán lẻ có, bất động sản có, đúng không ạ? Bia có, đúng không ạ? Chiều ngược lại thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu ảnh hưởng đến thị trường, áp lực ảnh hưởng đến áp lực thị trường trong giai đoạn hiện tại thì nó liên quan tới là cổ phiếu họ nhà Vin, đúng không? Cổ phiếu họ nhà Vin, thì đối cổ phiếu Vin thì Hoàng nghĩ rằng là trong giai đoạn hiện tại thì anh chị nè đang nắm giữ thì chúng ta khoan bán, bọn nó cũng đã về những cái vùng hỗ trợ rồi. Phiên ngày hôm nay là một cái phiên phải nói là một cái phiên quá bán rồi, và nghĩ rằng nó sẽ có những nhịp hồi, nhớ những nhịp hồi sau những cái phiên nữa. Đó, thì chúng ta đợi hồi thì chúng ta bán nó sẽ phù hợp hơn cái việc mà hiện tại chúng ta bán đáy. Thì đó là về cổ phiếu VIX này. Thì đối với VIX thì chúng ta biết là trong những giai đoạn gần đây thì trong quý 4 vừa rồi, đúng không ạ? Báo cáo kết quả kinh doanh thì nó cũng tung ra, thì cái lợi nhuận nó đến chủ yếu từ cái mảng bất động sản thôi, còn các mảng như là làm xe các kiểu thì đều bị lỗ hết, đúng không ạ? Và hầu như là các cái chiến lược như là những cái công ty con, đúng không ạ? Như là làm về những cái đúng không ạ, những cái điện thoại hay là những cái về bán lẻ, đúng không ạ, thì cũng đã dẹp hết rồi. Và hiện tại thì Vingroup nó tập trung cho làm xe, đúng không ạ? Mảng xe thì Hoàng thấy rằng vẫn đang lỗ rất là nhiều đó. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy VIX cái khoản kinh doanh quý 4 vừa rồi thì nó rất là khó, đúng không ạ? Rất là khó, và hầu như là mảng lợi nhuận thì đều đến từ mảng bất động sản. Và hầu như là chúng ta thấy là cái kết quả kinh doanh, đúng không ạ, và cái tiềm năng nó rất là khó như vậy, thì đương nhiên là chúng ta thấy là trong giai đoạn hiện tại cái quỹ ngoại thì nó mang hàng ra nó bán, đúng không ạ, thì điều đó là điều hết sức bình thường nha. Thì đối cổ phiếu X về phân tích kỹ thuật thì họ nghĩ rằng nó sắp có những cái nhịp sóng hồi, thì chị nào canh sóng hồi thì chúng ta bán nó sẽ hiệu quả hơn đó. Thì anh chị nào đang nắm VIX thì cái cách xử lý là như vậy nhá. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều về cổ phiếu VIX này. Họ đánh giá qua rồi. Thì đối với về mặt chỉ số VN-Index của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đúng không ạ, và cả trong giai đoạn hiện tại, đúng không ạ, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là rút chân vào giai đoạn cuối phiên, giảm cùng cuối phiên luôn, nhưng mà ATC rút được cái chân lên. Thì trong giai đoạn hiện tại thì anh chị chú ý cho hàng, đúng không ạ, ở cái vùng giá trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này họ nghĩ là gì, đúng không ạ? Giai đoạn hiện tại thì cái vùng giá của nó họ nghĩ rằng là gì, nó dao động nó hẹp hơn rồi, thì nó sẽ ổn hơn với thị trường hiện tại. Và chúng ta thấy là khi mà thị trường biến động hẹp như vậy thì những cái nhịp rung lắc thì nó sẽ không quá lớn đâu nhá, những nhịp rung lắc nó sẽ không quá lớn đâu. Ngoài ra thì họ thấy rằng trong dòng hiện tại thì cái lực cầu nó cũng không quá lớn, vì vậy đúng không ạ, hầu như là thị trường họ nghĩ rằng nó sẽ đi ngang, nó đi ngang hoặc nó quay về nó lấp cái gap, đúng không ạ? Bản thân cái thị trường thì nó đang mở một cái gap ở vùng 180,
và khả năng cao về tương lai nó sẽ quay lại nó lấp, bởi vì chỉ số chung thì nó rất dễ là nó quay lại nó lấp gap. Đúng không ạ? Cái gap này thì được tạo ra bởi cái phiên sau Tết, đúng không ạ? Phiên mở phiên đầu năm, đúng không ạ? Thì cái gap này thì Hoàng nghĩ rằng là trước sau gì nó cũng quay về nó lấp. Và nếu mà trong giai đoạn hiện tại nó quay về nó lấp thì Hoàng nghĩ rằng những cái nhóm ngành mà nó quay lại lấp thì chủ yếu đến từ nhóm ngành VN30 như là nhóm sắt thép hay nhóm ngân hàng hay nhóm chứng khoán chẳng hạn. Còn những cái cổ phiếu như là nhóm về bất động sản thì Hoàng nghĩ rằng như là DIC hay ITA hay SCR hay những cổ phiếu SAM thì Hoàng cho rằng là gì, nó là điều chỉnh, cái quá trình nó điều chỉnh xong rồi, đúng không ạ? Điều chỉnh nó, quá trình điều chỉnh nó xong rồi thì Hoàng nghĩ rằng là gì, mặc dù thị trường có quay về nó lấp gáp đi nữa thì những cái cổ phiếu như là bất động sản này hay là đầu tư công, đúng không ạ? Nó đã điều chỉnh xong rồi thì nó sẽ không rơi quá nhiều nữa, đúng không ạ? Hoàng nghĩ rằng là như vậy. Thì vậy anh chị cầm những cái cổ phiếu thuộc bất động sản hay đầu tư công, đúng không ạ, thì anh chị cũng không cần quá lo lắng nhá. Đầu tư công thì gồm nhiều như là xi măng, đá, rồi xây dựng, đúng không ạ, thì anh chị chú ý, đúng không ạ? Và tóm lại là nếu quay về lốc gáp thì Hoàng nghĩ rằng nó đến từ những cái cổ phiếu VN30 thôi, nó giảm thôi. Và chúng ta thấy là giai đoạn trước thì chúng ta thấy là cái dao động giá của nó tương đối lỏng, đúng không ạ? Giao động giống như dao động ở vùng này hay dao động vùng này, dao động giá nó tương đối lỏng chứ nó không hẹp, chứ nó không hẹp trong giống như giai đoạn này, đúng không ạ? Giống như giai đoạn này thì giai đoạn trước chúng ta thấy là nếu chị đầu tư ở những giai đoạn mà nó dao động giá nó quá lớn như thế này thì chúng ta rất dễ là chúng ta lỗ, đúng không ạ? Rất dễ lỗ. Nhưng mà giai đoạn hiện tại thì nó tương đối là nó an toàn, đúng không ạ? Cái thuần, cái đặc điểm của nó là vậy, đúng không? Và chúng ta để ý là cái luận điểm trong năm 2022 này, như Hoàng nói thì Hoàng vẫn tập trung những cái cổ phiếu như được hưởng lợi từ những cái chính sách vĩ mô, như nhóm ngành về cổ phiếu bất động sản và bất động sản chẳng hạn, đúng không? Thì bất động sản thì rất nhiều anh chị hỏi Hoàng là có mua hay không, nhưng mà Hoàng đánh giá rằng là gì, hai phiên trần thì chúng ta không nên mua. Bởi vì những cổ phiếu này Hoàng nghĩ rằng nó sẽ bước vào giai đoạn đi ngang, nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ bền hơn cho về sau. Và dù cái sóng chỉnh Hoàng nghĩ rằng nó đã xong, cái sóng chỉnh của nó Hoàng nghĩ rằng nó đã xong rồi, đúng không? Và nó sẽ bước vào những cái nhịp và tích lũy và nó hình thành cái sóng tăng giá mới thôi. Và đương nhiên nó sẽ cần thời gian. Nó không như bên crypto được, đúng không? Bên crypto thì chúng ta thấy là cái dao động giá nó chạy 24/7, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể kỳ vọng nó tăng mãi được. Nhưng mà đối thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy ở biên mỗi ngày 7%. Và nó sẽ cần thời gian nó phục hồi, chúng ta sẽ không cần nhanh được. Ngược lại bên crypto thì chúng ta thấy là dao động giá ngày nào cũng tăng, nhưng mà đến khi giảm thì nó cũng giảm y chang như vậy, đúng không? Chia 5 chia 10 là bình thường, đúng không? Giai đoạn trước Hoàng đầu tư coi và thua rất là nhiều, nhưng mà mang được cái trải nghiệm. Thua ở đây là thua với một cái số tiền nó lớn, một số tiền lớn thôi chứ không phải là chúng ta đầu tư nhỏ nhặt, đúng không? Ok, thì đó là những cái vấn đề mà anh chị cần chú ý. Tóm lại là cổ phiếu này nó sẽ cần thời gian nó phục hồi, và nếu đi ngang thì chúng ta canh những nhịp điều chỉnh chúng ta vào nó sẽ hợp lý hơn cái việc mà trong giai đoạn hiện tại anh chị cứ đu chậm, nó rất là khó. Ok, thì những anh chị nào mà trong giai đoạn hai phiên vừa rồi mà chúng ta đánh cổ phiếu bất động sản mà chúng ta đánh trading hạ giá vốn thì anh chị có thể canh những cái nhịp ngày mai ngày kia để chúng ta hạ dần cái tỷ lệ mà chúng ta đã mua ở những vùng đáy rồi để chúng ta hạ giá vốn dần nhá. Ok, thì đấy là những cái cổ phiếu bất động sản. Tóm lại là anh chị mặc dù nó là tạo đáy nhưng nó sẽ cần thời gian. Bằng hai ngày hôm nay nó tăng trần thì chúng ta hạn chế chúng ta mua, đua là đua, đúng không ạ? Chúng ta không đua làm gì cả, chúng ta chờ sự vận động cổ phiếu, đúng không ạ? Đi ngang tích lũy điều chỉnh lại chúng ta mua, đúng không ạ? Để nó an nhàn hơn rất là nhiều. Và cái việc không, chúng ta không cần đua làm cái gì cả, đó là vấn đề mà Hàng đưa ra cho anh chị nhà đầu tư thì chúng ta chú ý. Về sự vận động hiện tại thì chúng ta thấy là nhóm sắt thép và nhóm ngân hàng, đúng không ạ, tương đối là có cái sự điều chỉnh và cái sự phân hóa. Nhưng mà Hoàng đánh giá là hai cái nhóm ngành này là tương đối là bình thường, đúng không? Bởi vì Hoàng thấy là gì, có hai phiên tăng rồi, đúng không ạ, và cái việc nó trong phiên ngày hôm nay nó điều chỉnh là điều hết sức bình thường thôi, nó cũng không có điều gì mà anh chị đáng lo. Thì anh chị nào cầm những cái nhóm này cũng chúng ta cũng hết sức yên tâm, nhưng mà chúng ta chưa mua mới nhá, chưa mua mới, bởi vì Hoàng thấy nó điều chỉnh chưa đủ thì chúng ta chưa mua mới nhá. Chúng ta cần theo dõi thêm với dòng tiền hiện tại. Hoàng đánh giá rằng một điều là nó cũng tương đối yếu thì chị chờ chúng ta theo dõi thêm. Ok, thì đó là về những cái cổ phiếu về thị trường, đúng không ạ? Đánh giá sơ qua cho anh chị nhà đầu tư là vậy, đúng không ạ? Tiếp theo Hoàng sẽ đánh giá qua một số cái cổ phiếu của nhà đầu tư hay hỏi Hoàng rồi nhá. Thì Hoàng có liệt kê ra một cái danh sách ở đây. Thì đầu tiên thì chúng ta xem về Hòa Phát. Thì Hòa Phát Hoàng nghĩ rằng trong giai đoạn hiện tại thì Hoàng nghĩ rằng là gì, phiên giao dịch ngày hôm nay là điều có cái sự điều chỉnh là điều hết sức bình thường. Cho phiên giao dịch ngày hôm nay có cái sự điều chỉnh hết sức bình thường, bởi vì nó đã tăng hai phiên rồi.
đúng không? Và ngày hôm nay là điều chỉnh hết sức bình thường. Tuy nhiên những cái cổ phiếu này thì Hoàng nghĩ rằng cái đà tăng của nó sẽ không tăng quá nhiều được, đúng không? Bởi vì nó đã lấy lại những cái vùng tích lũy đi ngang của nó rồi, thì cái tăng cao thì nó sẽ bước vào những cái pha tích lũy, bước vào những cái pha tích lũy đi ngang trong cái vùng hộp này nha, nó sẽ không quá tăng đâu, và nó đang gặp những cái vùng kháng cự như là vùng 49 này nha, như vùng 49 này nha, khả năng cao nó sẽ đi ngang trong cái vùng mà kẻ đây nha. Thì chị nào có những cái cổ phiếu này thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta có thể là chúng ta hành xử nha, hành xử. Anh chị nào đầu tư tích sản thì chúng ta canh trong hộp này, chúng ta mua dần, mua dần nhá. Còn anh chị nào đánh ngắn thì đương nhiên là chúng ta thấy kháng cự ngay đây rồi thì anh chị hạ cổ phiếu thôi nhá. Rồi Hòa Phát, rồi Hoa Sen, đúng không? Hoa Sen Hoàng nghĩ cũng như vậy luôn, cái sự vận động cũng y chang như vậy và vẫn đang gặp những cái vùng kháng cự 39, 38, 39 này, khả năng cao nó sẽ đi ngang. Đó, phiên ngày hôm nay thì Hoàng thấy lực cầu vô của phiếu Hoa Sen này cũng tương đối ok đó, đúng không? Lực cầu vô cũng tương đối ok. Tuy nhiên Hoàng nghĩ rằng cái gì, cùng lắm nó tăng lên cái vùng 38, 39 thôi, đúng không? Thì nó sẽ quay lại cái nền, nó điều chỉnh tiếp để nó tích lũy cái cung cầu. Đó, thì anh chị nào nắm những cổ phiếu này thì chúng ta có thể là tùy quyết định với cái quyết định của mình. Rồi Hoa Sen, rồi chúng ta thấy GEG, GEG một cổ phiếu mà thấy là trong giai đoạn hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư chúng ta quan tâm, đúng không? Thì GEG đúng, thì Hoàng đánh giá là trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta có thể là vẫn nắm giữ cổ phiếu này được, đúng không? Khả năng cao nó sẽ điều chỉnh về những cái vùng 23.5 nhá. Những cổ phiếu này sẽ điều chỉnh về vùng 23.5 rồi nó sẽ tiếp tục nó bật dậy và nó tăng tiếp thôi, đúng không? Nhìn chung cái sự vận động GEG trong giai đoạn hiện tại thì nó cũng tương đối ok nhá. Dao động giá trong giai đoạn hiện tại cũng tương đối ok. Thì chị có thể là chúng ta nắm cổ phiếu này, cái sự vận động của chúng ta là chúng ta cái gì, chúng ta chờ quanh những cái vùng này thì chúng ta có thể là mua và hồi lên để chúng ta bán cái lượng hàng đi. Cái cách đấy là chúng ta trading hạ giá vốn. Còn về chiều tăng của nó thì Hoàng nghĩ rằng nó vẫn tăng quá, và thậm chí có thể là vượt những cái vùng đỉnh này nhá. Ok, thì đó là về GEG, một cổ phiếu mà Hoàng thấy rằng rất nhiều nhà tư trong giai đoạn vừa rồi hỏi ông hàng GEG. Rồi những cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp như SJC đi, SJC Kinh Bắc, đúng không ạ? SJC là một cổ phiếu mà bất động sản khu công nghiệp trong cái sóng ngành 2022 Hoàng nghĩ rằng nó cũng tương đối nó ổn, anh chị có thể là đầu tư được. Còn về SJC, riêng cổ phiếu SJC Hoàng thấy là cái trend tăng của cổ phiếu này hiện tại duy trì rất là tốt, khả năng cao nó sẽ có nhịp tăng tiếp nhá. Thì anh chị nào nắm cổ phiếu này thì cứ tiếp tục nắm giữ trong hàng, vì thế mua mới thì chúng ta có thể là tiếp tục chúng ta mua chúng ta mua ở cái vùng quanh 78 này cũng được, tương đối ổn nhá. Ở Kinh Bắc Kinh Bắc thì tương đối yếu hơn đó, tương đối yếu hơn SJC, tuy nhiên cái trên tăng của nó vẫn duy trì tích cực. Thì anh chị nào đầu tư Kinh Bắc thì chúng ta phải chú ý là cái quỹ DC và DC thì họ là một cái quỹ lớn ở cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Kinh Bắc thì chúng ta phải chú ý là quỹ DC họ lướt cổ phiếu này rất là nhiều nhá, họ không có nắm giữ đâu, họ nắm giữ chỉ có một cái lượng hàng thôi và hầu như là họ lướt cổ phiếu này rất là nhiều. Đây, họ lướt những cái cổ phiếu, đúng không? Họ lướt cổ phiếu Kim Bắc này rất là nhiều. Thì anh chị nào đầu tư Kim Bắc thì chúng ta phải chấp nhận cái việc mà nó quỹ lướt, và thường thường quỹ lướt nó sẽ tạo ra những cái vùng dao động giá tương đối lớn như những cái vùng này nhá, hay những cái vùng này. Thì anh chị nào đầu tư Kim Bắc thì chúng ta phải chấp nhận như vậy, đúng không? Phải nói là tương đối khó ăn đối với Kim Bắc. Thì anh chị nào chúng ta Hoàng đánh giá là về dài hạn thì chúng ta có thể là giữ Kim Bắc được, nhưng mà nói chung về quan điểm chia sẻ của Hoàng thì thường thường Kinh Bắc thì chúng ta sẽ không ăn được quá nhiều, và khi giảm thì chúng ta hay bị thiệt hại nhiều hơn đó. Thì anh chị chú ý cho hàng cái quan điểm là như vậy, đúng không? Ok, thì đó là về Kinh Bắc. Rồi Kinh Bắc, rồi Khang Điền, bất động sản Khang Điền, đúng không ạ? Thì Khang Điền trong giai đoạn hiện tại Hoàng nghĩ rằng nó sẽ bước vào pha nó tích lũy trong giai đoạn từ vùng 50 đến vùng 53 nhá, sẽ vào giai đoạn tích lũy và nó vẫn còn những cái tiềm năng nó tăng tiếp. Tăng tiếp nhé. Thì anh chị chú ý đối với Khang Điền, thì chị có hàng thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ và chúng ta hạn chế cái việc mua mới, đúng không? Nó sẽ bước vào phiên điều chỉnh thì chúng ta theo dõi thêm nhé. Khang Điền cho giai đoạn hiện tại volume cũng tương đối thấp rồi, nó thể hiện cái lực bán nó không còn quá nhiều nhé. Khang Điền rồi 55 thì Hoàng nghĩ rằng cái vùng đáy nó đã tạo quanh cái vùng từ giai đoạn 46, 48 là nó tạo đáy
ở cái vùng này rồi. Và hiện tại thì cái sự vận động của Nam Long thì nó cũng tương đối, nó rất là ok. Thì anh chị có thể chú ý Nam Long cho cái việc mà chúng ta đầu tư nhá. Cái vùng định giá của Nam Long hoàn vẫn không thay đổi, đúng không? Một cái doanh nghiệp mà đang bán hàng rồi, đúng không? Một doanh nghiệp bán hàng thì chúng ta thấy là đương nhiên nó sẽ không tiềm năng như các cái cổ phiếu như là đích, đúng không? Nó tiềm năng quỹ đất và nó mới bắt đầu làm dự án, đúng không? Cái xu hướng của nó, cái tiềm năng của nó sẽ còn dài. Còn đối với cổ phiếu như Nam Long á thì nó đã bán dự án rồi và nó đã đang bước những cái giai đoạn bút lợi nhuận, đúng không? Thì định giá của nó sẽ không quá cao nhá. Thì Hoàng nghĩ rằng nó đạt tới cái vùng 7x của nó là điều có thể trong năm 2022 này. Thì chị nào đầu tư Nam Long thì chúng ta có thể chú ý, đúng không? Khả năng nó đã đáy vùng này rồi, đúng không? Một cổ phiếu về đường MA 150 hay gần MA 200 thì chúng ta có thấy là nó đã có cái sự xác nhận tạo đáy nhá. Thì chị chú ý trong hàng đối với Nam Long. Tuy nhiên đầu tư Nam Long thì chúng ta hạn chế nhảy nhót, đúng không? Chúng ta không thể nhảy nhót được. Giống như những cái giai đoạn vào tháng 4, đúng không? Tháng 4 đến tháng 8, đúng không? Chúng ta thấy tăng đâu bao nhiêu đâu. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy là từ tháng 10 nó tăng rất là mạnh, đúng không? Tăng 50%, đó 70%, đúng không? Thì anh chị đầu tư những cái cổ phiếu này thì chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta nắm giữ. Rồi 55. Rồi đích đích thì Hoàng nghĩ rằng phải nói rồi, các bạn sẽ cần thời gian nó điều chỉnh và nó đi ngang để tích lũy trở lại. Nhá thì rất khó nó chạy hình chữ V được. Thì chị nào chưa có hàng cổ phiếu đích thì chúng ta canh điều chỉnh cho chúng ta mua và chúng ta hạn chế cái việc đùa trần đi. Nhớ đích thì Hoàng nghĩ rằng là một cái cổ phiếu rất tiềm năng cho cái những cái năm sắp tới, đúng không? Cũng như là trong năm 2022 này, Hoàng nghĩ rằng đích là một cổ phiếu rất tiềm năng và định giá hiện tại về Vân Hóa cũng tương đối là nó rất là dưới những cái vùng định giá của nó rồi, đúng không? Và đương nhiên là một cái cổ phiếu mà về những cái vùng định giá thấp, đúng không? Thì đương nhiên các quỹ họ vào họ mua thôi, đúng không? Họ vào họ mua. Thì đích thì Hoàng sẽ chia sẻ vào những cái video sau. Nhìn chung thì trần thì Hoàng rất là hạn chế Hoàng cái việc Hoàng chia sẻ nhá. Cổ phiếu trần thì Hoàng rất hạn chế việc chia sẻ. Khi nào sàn hay là điều chỉnh á thì Hoàng sẽ nói thêm về cổ phiếu đích này, cũng kiểu như là bơm oxy cho anh chị nhá. Thì trần thì Hoàng không nói. Nhìn chung thì hiện tại thì định giá chung thì đích thì nó tương đối là gì, nó vẫn dễ hơn cái về mặt cái định giá của nó, đúng không? Kể cả giai đoạn trước 100 trên cái vùng 100 này nó vẫn rẻ hơn cái vùng định giá của nó rất là nhiều về mặt vốn hóa, về mặt quỹ đất, về mặt giá trị doanh nghiệp, đúng không? Thì đích thì Hoàng điều tra rất là sâu đó, dưới trong giai đoạn trước thì Hoàng đã cho anh chị khách hàng của mình nắm đích và hiện tại vẫn nắm đích, đúng không? Tại sao không nắm sale? Bởi vì sale hàng không nắm không nắm được những cái vị trí cái quỹ đất của nó, đúng không? Không nắm được, cũng như là cái việc bán hàng của nó hoàn không nắm được, đúng không? Hoàng cho rằng về tiềm năng Hoàng nghĩ rằng đích nó vẫn hơn rất là nhiều, đúng không? Bởi vì nó sở hữu quỹ đất, nó nhiều quỹ đất lớn thứ hai so với những doanh nghiệp bất động sản, đúng không? Sau Vinhome thôi, đúng không? Nó còn đứng trước cả Novaland nữa, đúng không? Thì cái tiềm năng cổ phiếu đích này rất là tuyệt vời. Và cái sự lo xa cổ phiếu đích, một cái mặt chủ yếu về mặt lãnh đạo, về mặt lãnh đạo thôi là cái điều Hoàng lo nhất trong cái việc đầu tư từ giai đoạn 6X, từ giai đoạn này thì cũng đã được giải quyết về mặt lãnh đạo rồi, và họ sẽ bắt đầu họ làm dự án, đúng không? Thì về mặt lãnh đạo cũng đã giải quyết xong rồi, thì cổ phiếu đích thì rất là tiềm năng. Tuy nhiên về mặt chung và dài hạn, thì anh chị nào nắm giữ cổ phiếu đích thì có nghĩa là anh chị cứ yên tâm mà chúng ta nắm giữ, chúng ta đừng quá lo lắng. Rồi đích, rồi những cổ phiếu SCR. Rồi SCR trong giai đoạn hiện tại Hoàng nghĩ rằng chị tham gia được nhá. Bởi vì hiện tại nó cũng cách những cái vùng chiết khấu của nó cũng tương đối ok rồi, mà nó đã vững những cái vùng mốc kháng trợ, cái những cái mốc hỗ trợ, đúng không? Nó là tiệm cận những mốc hỗ trợ thì cũng ngay đây thôi, thì chị đầu tư nó rất là an toàn nhá. Thì SCR thì chị cũng chú ý. Sang là một cổ phiếu anh chị cũng chú ý cho luôn trong hàng, bởi vì Hoàng thấy là cái mặt định giá của nó vùng 20 này cũng tương đối rẻ rồi, các bạn thì anh chị có thể chú ý sang. Theo giờ hiện tại thì đương nhiên là nó cái về mặt volume của nó cũng đang siết lại rồi, cái dao động giá nó bắt đầu nó ngắn lại rồi, thì anh chị có thể chú ý sang nhá. Chúng ta có thể đầu tư được, về mua mới chúng ta có thể mua được luôn, và nó vẫn đang gặp những cái vùng kháng cự là vùng 22 này nhá, cái đường MA 20 này. Sam rất là một cổ phiếu rất là tuyệt vời nhá. VND chứng khoán Hoàng nói là trong từ đầu rồi, chứng khoán thì cái vùng định giá của nó cũng tương đối cao rồi, thì anh chị hạn chế cái việc tham gia nhá. Khả năng cao anh chị đánh sóng hồi thì được thôi, đánh sóng hồi những cái sóng ngắn thì được thôi. Thì VND thì nó cũng đang gặp những cái vùng kháng cự rồi, thì Hoàng nghĩ rằng nó sẽ rất khó nó tăng nhá. VND rồi SNI chứng khoán Hoàng nghĩ rằng nó như nhau thôi nhá. SNI thì nó vẫn là phải xuống đào chen nhá, thì khả năng cao nó tới những vùng 46 47 thì thôi thì nó sẽ bị bán lại
thì SSI những cái cổ phiếu chứng khoán thì anh chị hết sức cẩn thận giúp Hoàng. Hiện nay rồi CTG đúng không, cổ phiếu ngân hàng. CTG hiện tại cổ phiếu ngân hàng Hoàng nghĩ rằng nó tương đối khỏe nhá, thì chị có thể chú ý những cái cổ phiếu này chúng ta đầu tư được, cái chiếc tăng nó vẫn duy trì rất là tích cực và cái lực áp lực bán trong những giai đoạn gần đây thì nó không có nhá. Thì CTG là một cổ phiếu rất là tuyệt vời, thì chị có thể chú ý trong hàng nhá. CTG cổ phiếu đẹp của ngân hàng MBB. Rồi MBB trong giai đoạn hiện tại thì cũng tương đối là nó rất là khỏe đúng không, Hoàng đánh giá rất là khỏe, và trong giai đoạn trên đỉnh gần đây Hoàng thấy là áp lực bán thì nó tương đối nó không có, tương đối không có. Tuy nhiên những cái cổ phiếu này thì chúng ta chờ điều chỉnh, chờ điều chỉnh tại những cái vùng 32 này thì chúng ta mua nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều nhá. MBB rồi Techcombank đúng không? Techcombank thì phải nói là tương đối yếu và cái hộp của nó vẫn chưa thoát được nhá. Thì anh chị nào muốn mua thì chúng ta đợi thoát hộp chúng ta mua nhá. Khi nào bứt đỉnh cái hộp và có cái sự vận động như cái phiên này thì chúng ta có thể là tham gia được nhá. Còn hiện tại thì chúng ta từ từ chúng ta quan sát thêm đối với phía Techcombank. Rồi SHB, mà một số người gọi hàng về SHB. SHB trong nhà hiện tại Hoàng thấy rằng cái dòng tiền mà nó bắt đầu nó vào rồi. Tuy nhiên thì nó giống như là Techcombank thôi. Chúng ta chờ vận định thì chúng ta chú ý, đúng không? Nhìn chung những cái cổ phiếu này đánh cũng tương đối khó chịu. Chúng ta nhìn về thuần chạc thì chúng ta cũng đã thấy cái sự đánh khó chịu của nó. Thì anh chị có chúng ta chờ thêm thôi. SHB. SHB anh chị đánh cẩn thận giúp Hoàng. Gách. Cái vừa rồi Hoàng cho khách hàng mua thì hiện tại cũng đang lãi nhẹ thôi. Các bạn thì gạch thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ tại những cái vùng này Hoàng thấy là gì? Nó đã tiệm những cái vùng hỗ trợ cứng của nó rồi. Thì chúng ta chờ thêm, chờ nhá. Gạch thì thuộc hàng anh Tuấn Mượt đánh cũng tương đối khó chịu. Nhưng mà về mặt hiện tại Hoàng thấy rằng nó vẫn tương đối là gì? Chưa có lý do để chúng ta bán thôi. Gạch. Rồi một số cổ phiếu về dầu khí đúng không ạ? Như BVT. BVT trong giai đoạn hiện tại thì Hoàng nghĩ rằng nó đang gặp cái vùng kháng cự 24 nha, 24. Thì Hoàng nghĩ rằng nó chưa thể vượt qua đâu, nó rất là khó vượt qua trong giai đoạn ngắn hạn. Thì chị nắm những cái cổ phiếu này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chờ thôi. BVT, BVD. BVT thì trong giai đoạn hiện tại sự vận động của nó là tương đối xấu nhá. Thì chị để ý trong hàng mốc 29 nhá. Nếu những cái cổ phiếu này nó mà thủ mốc 29 thì nó xác nhận nó bước vào đao trên. Nhá, thì chị cẩn thận trong hàng đối với những cái cổ phiếu về BVD này. Thì chị chú ý cho Hoàng, nó tương đối trong giai đoạn hiện tại cái vận động giá của nó tương đối xấu, cái vùng giá hiện tại của nó cũng tương đối lỏng nữa nhá, vùng này cũng tương đối lỏng thì chị cẩn thận giúp Hoàng. BVD, BVC. BVC hiện tại vận động thì cũng tương đối xấu nhưng mà nó ổn hơn BVD đúng không? Thì cái vùng 15 này nó vẫn giữ đúng không ạ, thì anh chị vẫn có thể là nắm giữ được nha. BVC thì anh chị cứ nắm giữ trong hàng, chúng ta theo dõi tiếp. Giá dầu thì chúng ta phải liên quan đến trực tiếp đến cái vấn đề là giá dầu thế giới đúng không ạ, chúng ta phải theo dõi trực tiếp. Thì giá dầu thế giới hiện tại đang vận động là 90 đô, thì nó vẫn duy trì 90 đô này thì nó sẽ rất là tích cực đó. Nó có duy trì trên 90 đô thì nó sẽ chinh phục những cái vùng 100 đô la một thùng, thì anh chị chú ý. Dầu thì chúng ta phải đánh dựa vào giá dầu thôi, và như Hoàng đã nói rồi, dầu khí anh chị đánh dầu khí thì chúng ta phải kiên đối, chúng ta phải nhất định là chúng ta phải kiên nhẫn đúng không ạ, thì bởi vì cái sự vận động của nó tương đối là nó rất là khó đúng không ạ, như VRE vậy á, như VRE trong năm 2021 vậy đó đúng không ạ, đều vận động nó tương đối nó khó đúng không ạ. Thì anh chị đánh dầu thì chúng ta chú ý thôi. Rồi BSR, một cổ phiếu cuối cùng. Thì trong dầu khí Hoàng thấy BSR hiện tại đang sự vận động giá của nó tương đối mạnh đúng không ạ. BR vận động giá của nó tương đối rất là ok, chen tăng duy trì đúng không ạ, tiền vào rất là nhiều đúng không ạ, tiền vào rất là nhiều, chen tăng duy trì rất là tốt, vượt đỉnh đúng không ạ, không vượt đỉnh nữa. Thì những cái cổ phiếu này tương đối rất là mạnh. Tuy nhiên một cái rủi ro anh chị đánh BR thì phải chú ý trong hàng là cái lượng cung của nó rất là nhiều nhá, nó cả 5 tỷ cổ phiếu mà đúng không ạ. Thì chị chú ý cho hàng cái lượng cung nó rất là nhiều, vì vậy đánh thì chúng ta phải kiên nhẫn. Thì trong nhóm ngành dầu khí thì Hoàng đánh giá trong giai đoạn hiện tại là BR là khỏe nhất rồi. Để xem về gas thử. Đúng không ạ? Gas giai đoạn hiện tại cũng tương đối đẹp, đúng không ạ? Cái sự vận động giá của nó cũng tương đối đẹp giai đoạn hiện tại, đúng không ạ? Tuy nhiên đang gặp những cái vùng kháng cự 120 nhá. Thì chúng ta chờ thôi. Không mua thêm làm gì cả nhá. Anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Ok, thì sơ qua về mà những cái cổ phiếu là như vậy. Thì anh chị nào chúng ta đang nắm giữ những cái cổ phiếu mà Hoàng review cho anh chị thì chúng ta hãy tham khảo thông tin để chúng ta đưa ra hành động
thực tế nhất như là nhóm ngân hàng, nhóm đặc biệt là nhóm sắt thép, đúng không? Đặc biệt là về thị trường thì nó vẫn tạo gap này, thì gap này thì họ nghĩ rằng là gì, trước sau nó cũng quay lại nó lấp, và nó lấp thì ở cái nhóm ngành nào thì anh chị cũng phải chú ý trong hàng để chúng ta không bị bán, chúng ta để chúng ta tránh cái việc sợ, và chúng ta nên đề phòng những cái trường hợp và những cái giai đoạn sắp tới thị trường nó sẽ có nhiều cái biến động, đó, nhiều cái biến động. Thứ nhất là họ nhà Vin nó ảnh hưởng đến thị trường. Thứ hai là một số những cái thông tin, ví dụ như là hủy cọc chẳng hạn, đúng không? Hủy cọc lô đất Thủ Thiêm chẳng hạn, hay là vân vân và vân vân. Thì anh chị hãy lường trước được những cái thông tin này và chúng ta chuẩn bị tinh thần. Trong giai đoạn hiện tại thì nói thật thì Hoàng cũng canh điều chỉnh, Hoàng mới giải ngân thôi. Còn những cái trình bày như này thì Hoàng sẽ không giải ngân. Đó, thì anh chị chú ý cho Hoàng. Ok, thì cái video của Hoàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì anh chị nào có nhu cầu và những cái room VIP khách hàng của Hoàng thì có thể liên hệ cho Hoàng số điện thoại phía màn hình. Anh chị có thể là mở tài khoản bên VBS nhá. Ở cái video Hoàng đính kèm ở trên video này, anh chị mở xong thì có thể liên hệ cho Hoàng số điện thoại phía dưới màn hình. Thì Hoàng sẽ hướng dẫn anh chị chúng ta vô những cái room khách hàng nhá. Nạp room này là room không phí và yêu cầu nạp nhá, anh chị lưu ý cho Hoàng. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc anh chị có một buổi tối thật vui vẻ.